Mới đây trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ngắn quay lại cảnh một người đàn ông đi xe máy bị hai người khác hành hung. Đang nói mặc dù nạn nhân dường như đã nằm bất tỉnh dưới lòng đường, nhưng nhóm đối tượng trên vẫn tiếp tục ra tay dã man. Theo nội dung được đăng tải trên mạng xã hội, sự việc được cho là xảy ra vào 21 tháng 8 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa trong clip ghi lại hai người đàn ông mặc áo trắng được cho là đi trên chiếc xe tải màu đỏ tấn công liên tiếp vào người đàn ông đi xe máy đoạn clip ghi rõ cảnh người đàn ông mặc áo trắng dùng tay chân tấn công không ngừng vào người đàn ông đang nằm dưới đường thậm chí người mặc áo trắng còn dùng mũ bảo hiểm ở dưới đường hành hung nạn nhân không dừng lại ở đó người đàn ông áo trắng tiếp tục ra tay cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới lên xe tải rời khỏi hiện trường liên quan tới sự việc này theo tìm hiểu thì được biết, sự việc trên xảy ra ở quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoàng Quỳ, huyện Hàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoàng Hóa đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý vụ việc. Về nạn nhân bị đánh, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện với tình trạng đa chấn thương vùng đầu mặt, chưa xác định được danh tính. Hiện vụ việc vẫn chưa xác minh được do va chạm xe, trên đường hay là nguyên nhân nào khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Hóa đang tiếp tục làm rõ, đồng thời truy tìm những người đánh nạn nhân.